Hamas từ chối đàm phán, Mỹ kỳ vọng vẫn có cơ hội tiến triển. Theo báo tin tức, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, thư kỳ báo chí Nhà Trắng Karin John Pierre đã xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns và đặc phái viên về Trung Đông của Mỹ là ông Brett McGurk sẽ đề diện cho Mỹ tham gia cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 15 tháng 8, tại thủ đô Doha của Qatar. Quan chức Nhà Trắng cũng đánh giá về việc nối lại cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza là bước đi quan trọng, đồng thời nhấn mạnh Washington mong muốn cuộc đàm phán lần này sẽ đi đến thỏa thuận như mong đợi. Trước đó, người phát ngôn của chính phủ Israel cho biết Tel Aviv cũng sẽ cử phái đoàn gồm các quan chức an ninh cấp cao tới dự vòng đàm phán lần này. Cuộc đàm phán tại Doha, bên cạnh sự hiện diện của các quan chức Mỹ cũng sẽ có sự góp mặt của các nhà trung gian hòa giải đến từ Ai Cập và nước chủ nhà Qatar. Hiện, các bên liên quan đang thúc đẩy đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có điều kiện trả tự do cho các con tin của Israel để đổi lấy người Palestine bị giam giữ tại Israel. Tuy nhiên, những bất đồng về trình tự thủ tục và thực hiện các vấn đề thành chốt khác vẫn tiếp tục cản trở tiến trình này. Lực lượng Hamas tuyên bố sẽ không tham dự vòng đàm phán nêu trên. Israel bất chấp xây dựng khu định cư mới ở bờ Tây Theo Reuters, ngày 14 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho biết chính phủ Israel đã hoàn thành các công việc chuẩn bị và công bố kế hoạch xây dựng khu định cư Nahon Hales mới ở Gush Etzion, đồng thời tuyên bố rằng không gì có thể ngăn chặn được Israel phát triển các khu định cư. Đây là một tổ hợp các khu định cư ở phía nam Jerusalem gần di sản Buster. Được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO mô tả là cảnh quan văn hóa lớn của người Palestine, nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang cổ xưa và đặc biệt những vườn nho, vườn ô lưu và hệ thống tưới tiêu phức tạp. Không có quy định chống Israel hay chống chủ nghĩa phục quốc do Thái nào có thể ngăn cản sự phát triển của khu định cư. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại ý tưởng nguy hiểm về một nhà nước Palestine. Đây là sứ mệnh của cuộc đời tôi, ông Smotrich nói hầu hết các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đều coi các khu định cư được xây dựng ở bờ Tây và các vùng lãnh thổ khác mà Israel chiếm được trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Israel phản đối điều này, việc dẫn mối liên hệ lịch sử và kinh thánh của người Do Thái với vùng đất này. Vào tháng 6, Israel tuyên bố sẽ hợp pháp hóa 5 tiền đồn ở bờ Tây, thành lập 3 khu định cư mới và chiếm giữ những vùng đất rộng lớn mà người Palestine muốn thành lập một nhà nước độc lập càng làm dấy lên sự phẫn nộ của người palestine chính quyền palestine đơn vị thực hiện quyền hạn hạn chế đối với bờ tây dưới sự chiếm đóng của quân đội israel khẳng định lại rằng việc xây dựng khu định cư và phá hủy nhà cửa của người palestine là hành động thành chứng sắc tộc một cáo buộc mà israel đã phủ nhận